bright. I like áo dài tay nhiệt huyết trong mỗi người. Và đẹp mai và lẻ. Xin chào các bạn, Nhà Lạc đây, và hôm nay chúng ta đến với số thứ 2. Có lẽ là chủ đề hôm nay quá hấp dẫn, cho nên đó là chị thấy là các bạn đã hưởng ứng số livestream này và chủ đề này rất nhiều, chủ đề về nghề sáng tạo content. Và chị giới thiệu hai khách mời sẽ cùng đàm đạo với Nhà Lạc hôm nay về chủ đề này, đó là thầy giáo cá tính tiến sĩ Hồ Quốc Hùng, là trưởng ngành văn học ứng dụng, phó trưởng khoa xã hội và nhân văn, và bên cạnh là sếp kho tính là thạc sĩ Nguyễn Thị Mến, là phó trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông. Thầy cô cho em hỏi một chút, đó là đối với chủ đề ngày hôm nay là sáng tạo content nghề của vua, thì đối với cái câu này á, thì thầy có ý kiến gì về cái content của chúng em không ạ? Câu hỏi này có lẽ phải nên nhường trước cho bạn Mến, không ạ? Dạ. Và tôi sẽ có ý kiến sau. Hay quá. Xin chào các bạn sinh viên, các bạn học sinh. Sáng tạo content nghề của vua, tức là các bạn đi từ một cái câu cũng rất là kinh điển rồi ha, một cái câu truyền miệng trong cái giới mà làm content, content is king, câu của Bill Gates. Nghề của vua, tôi thấy là khi mà các bạn giới thiệu cái chương trình này trên fanpage của trường á, thì có một bạn sinh viên, chắc là sinh viên, đã vào comment rất là dài, và tôi thấy cũng rất là tâm đắc với ý kiến của bạn, là tại sao lại là nghề của vua, nó hơi lệch một tí. Content is king, tức là nội dung là vua, là chúng ta đi từ cái cốt lõi của việc làm truyền thông, cốt lõi của việc làm marketing, cốt lõi của việc truyền đạt thông tin, đó là nội dung. Là không có nội dung thì không có gì cả, đúng không? Có thể hiểu là như vậy. Còn khi chúng ta nói về nghề của vua thì có thể hiểu ý của ban biên tập chương trình, có nghĩa rằng là chúng ta đang làm một cái công việc mà có một cái quyền năng. Có một cái quyền năng của việc chúng ta đi từ cái cốt lõi, đi từ quyền năng của ngôn từ, đi từ quyền năng của câu chuyện, để từ đó chúng ta đưa những cái thông điệp sáng tạo đến cho người xem, người nghe, người tiếp nhận. Thì cũng đúng, nếu mà hiểu theo góc độ này cũng đúng. Nó hơi tạo ra một chút lăn tăn ở chữ của. Thực ra là chúng ta, những người làm content, làm nội dung ấy, chúng ta cũng giống như là thần dân phục vụ. Tức là phục vụ một cái ông vua, là ông vua nội dung. Các bạn đưa ý tưởng đấy thì thực ra cũng là một cái góc nhìn. Dạ, góc nhìn hay. Nhưng mà nhìn chung quy lại thì tôi nghĩ là ban biên tập đã đưa ra một cái content có cái sức khơi gợi, để cho chúng ta có thêm cái trao đổi. Đúng rồi. Tại vì khi nghe là content nghề của vua thì không biết là mình là vua hay mình là người phục vụ vua thì cũng không biết được. Còn thầy thì thầy có trao đổi gì thêm không ạ? Các bạn đừng đề cập đến cái là chủ thể, sáng tạo và đối tượng hưởng thụ. Đúng chưa? Thì các bạn trẻ thường thích nói những cái kiểu nó có vẻ nó lạ lẫm, không hiện đại. Thế tôi cho rằng thực ra nó rất giản dị. Cái content tức là một cái cách truyền tải một cái thông tin, đúng không? Về một sự kiện, một vấn đề, đúng không? Thậm chí là mặt hàng đi đến cho người tiêu dùng, cái đối tượng người hưởng thụ đấy, người ta hiểu cái giá trị của cái đó và người ta hiểu để có thể gì, người ta sử dụng và có thể người ta cũng hợp tác với mình. Thế thì cái đó chính là cái bạn nói là quyền năng, cái đó chính là chức năng của truyền thông. Nó chính là truyền thông. Rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến cái này, tôi biết. Và hình như là các bạn cũng cứ nghĩ rằng là nó được giao tiếp. Được giao tiếp. Thì cái nhu cầu giao tiếp là một cái nhu cầu của một cái xã hội hiện đại. Chứ ngày xưa thế hệ trước cái xã hội truyền thống thì cái việc mà giao lưu, giao tiếp nó hạn chế vô cùng. Cho thế hệ bây giờ là đúng là cửa nó mở toang ra, giao tiếp bốn phương. Và đó là con đường để đi đến hình thành gọi là tư cách của một công dân thế giới là như vậy. Cho nên đòi hỏi cái lượng thông tin phải ghê gớm, cái gì cũng phải biết. Đó là mặt hàng cũng biết nhé, thậm chí đôi khi mình sử dụng cái mặt hàng mà mình muốn cái yêu cầu nó đến, thì bây giờ tôi muốn hợp tác, tôi muốn sử dụng cũng phải thông qua thông lượng thông tin. Thì cái lượng thông tin như thế nào có tính hiệu quả nhất, đó chính là cái nghề của content. Đúng thế không? Dạ, các bạn chia sẻ với tôi điều đó, đúng dạ, không ạ? Dạ, vâng. Thì ở nước ngoài người ta có những cái
cơ sở đào tạo chuyên luôn về cái vấn đề này. Nhưng mà ở Việt Nam thì về đại học cao đẳng á, thì những cái cơ sở mà chuyên biệt về content á, thì hầu như là chưa có. Nó sẽ là ở ngành học này hoặc ngành học khác một chút. Thì đó chính là điều mà bọn em muốn để tổ chức cái số live stream lần này, để cho có thể giới thiệu cho các bạn học sinh thêm về một số cái định hướng ngành đào tạo, để cho các bạn có thể nếu muốn đam mê lĩnh vực này thì có thể tìm được một cái nơi học tốt và một cái hướng đi tốt cho mình. Thực ra thì em thấy bây giờ ngoài thị trường á, các bạn học sinh hay là những bạn làm content á, lại bị rơi vào một cái việc đó là bí ý tưởng, không có biết viết content như thế nào. Mình đi search ở trên các cái nhà sách á, mình sẽ thấy rất là nhiều câu chuyện là cách hướng dẫn viết content, rồi cách làm sao để sáng tạo. Ví dụ như ở đây nè, em có rất là nhiều sách luôn, sách hướng dẫn về PR. Đây, những quyển sách về content thì người ta cũng rất là hay, viết rất là bìa sách đẹp và khơi gợi được cho mình cái sự thích thú. Thì để cho nó không khí nó thoải mái hơn thì em có một thử thách cho các thầy cô là mình sẽ đấu trí với nhau. Tại vì người content quan trọng nhất sẽ là ngôn ngữ, từ ngữ. Bọn em có một số từ khóa ở đây và những từ khóa này rất quan trọng đối với dân làm content. Thì khi mà thầy cô nhận được từ khóa nào á, thì thầy cô có thể nêu ra khái niệm dành cho từ đó và có thể chia sẻ thêm về vấn đề đó được không ạ? Dạ, ở đây em có một số cái từ khóa như thế này. Thì em xin mời thầy chọn một từ khóa được không ạ? Dạ vâng. Từ khóa của thầy là gì ạ? Câu chuyện. Câu chuyện. Câu chuyện là đúng là từ vừa rồi chúng ta vừa nói về cái đoạn video. Vậy theo thầy câu chuyện là gì ạ? Tôi không thể định nghĩa về cái khái niệm câu chuyện theo cái trong cái nghề nghiệp chuyên môn. Dạ. Vì cái này nó đi đến chỗ càng thêm rắc rối. Dạ. Đúng chưa? Nó phải đi từ đầu. Nhưng mà tôi vẫn xin quay trở lại cái câu mà các bạn vẫn nói là cái cuối cùng nó là vấn đề cái câu chuyện gì. Cái nội dung quyền năng của cái content nó là cái gì? Tức là cái hàm lượng thông tin, đúng chưa? Hàm lượng thông tin của một cái bài viết như thế nào là có tính hiệu quả, tôi gọi là tối ưu, để khi mà người ta tiếp nhận nó là người ta biết được cái đó là cái gì, mà cũng phù hợp với cái điều mình mong muốn không? Đúng chưa? Thực ra là cái xã hội hiện nay là nó rất nhiều cái lựa chọn, rất nhiều cái lựa chọn. Và một trong những kênh để giúp người ta lựa chọn chính là cái content này, này. Đúng không? Và anh nói giỏi cái này, anh đã thắng. Tức là một cái kênh để giúp cho người ta củng cố thêm cái khả năng lựa chọn một cái gì đấy. Cái đó, cái công việc. Và tôi chọn cái này ai cần. Trên thế giới mà một vô vàn nghề nghiệp, vô vàn các cái đối tượng, đúng chưa? Thì anh nào cũng cần có cái lựa chọn tối ưu. Một cái xã hội hiện đại bây giờ đặt ra vấn đề là lựa chọn. Kỹ thuật cái gì cũng lựa chọn cái nào hay nhất, đúng chưa? Đấy, sản phẩm cái này cũng hay nhất, vân vân. Nhưng tôi vẫn quay lại câu chuyện này này. Bây giờ anh thích cái nghề này, vậy phải đi như thế nào và bắt đầu từ đâu? Có phải ý bạn vừa nói sao? Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Dạ. Ở nơi nào đào tạo? Thế thì cái gọi là cái marketing hiện nay thì xưa nay nó nằm ở cái trường nào? Kinh tế. Rất nhiều trường hiện giờ lại có. Mới nở ra đây. Dạ. Thực ra nó vốn chỉ là một môn. Một môn thôi. Bây giờ nó nở ra thành một ngành. Một ngành. Ở ta là chậm. Thế giới nó có từ lâu. Bây giờ ta càng nghe càng thấy cái tác động, cái quyền năng của nó mà. Trong lĩnh vực, nhiều lĩnh vực hoạt động đúng không? Dạ. Nếu anh không có cái này là có những, nó hạn chế vô cùng đến cái lượng, thí dụ lượng tiêu thụ phải không ạ? Dạ. Cái sản phẩm anh sản xuất ra thì người ta phải tiêu thụ chứ. Dạ. Và anh nào giỏi cái máy tương nghệ anh cho thằng. Dạ. Đến bây giờ chính là người ta ý thức được cái điều này. Dạ. Cho nên vì sao mà nhiều bạn trẻ được hám cái lao vào cái này nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Dạ, bắt đầu từ câu chuyện ạ. Đây. Và em xin chia sẻ một chút, tức là như thầy nói đó. Bây giờ như ý của Phương ha, là mình sẽ đưa ra một cái định nghĩa cho một số cái khái niệm. Một số cái khái niệm mà rất quan trọng trong content. Thì khái niệm đầu tiên rất là tâm đắc, em không biết chuyện này luôn á, là đưa ra khái niệm về câu chuyện. Thì tại vì theo quan niệm cá nhân của em thôi, câu chuyện là cái cốt lõi của người làm content. Ngày trước á, là thầy Hùng là bậc thầy về văn học dân gian này. Và em hồi xưa em cũng học văn, em học văn thì em học về văn học nước ngoài.
Thì khi mà em nhớ là khi em làm luận văn đó, thì em làm về Paul Auster, là một cái tác gia người Mỹ và rất là nổi tiếng, đại diện cho văn học hậu hiện đại thế giới hiện nay đó. Thì ông ấy trong một cái bài diễn từ để nhận giải thưởng văn chương của mình, thì ông có nói rằng là tại sao đến giờ phút này tôi vẫn lựa chọn là một tiểu thuyết gia, là bởi vì nhân loại vẫn còn muốn nghe những câu chuyện. Đó, ý là như vậy. Thì như vậy là ông ấy đi vào cái chuyện cốt lõi của một cái nhu cầu rất là thực của con người, đó là nhu cầu được nghe chuyện. Nhưng mà ngày trước thì mình nghe chuyện cổ tích của bà, của mẹ, còn bây giờ khi lớn lên thì mình thích hóng chuyện, rồi drama này nọ, tám chuyện, khéo chuyện với nhau. Thì tất cả những cái nhu cầu đó nó xuất phát từ một cái, tất cả những cái chuyện đó nó xuất phát từ một nhu cầu của con người, đó là nhu cầu được nghe những câu chuyện hay. Ai cũng như vậy cả. Đó, thì như vậy là người làm content các bạn đi từ câu chuyện mà ra. Còn định nghĩa câu chuyện là gì? Thì tôi nhớ có một cái câu nói khác mà tôi vẫn hay nói các bạn làm việc trong đơn vị của mình, đó là tiểu thuyết cũng là tiểu thuyết gia nữa, John Le Carré, là nói rằng là con mèo ngồi trên tấm thảm không phải là câu chuyện, con mèo ngồi trên tấm thảm của con chó mới là câu chuyện. Rất là đơn giản, em thấy ổng đưa ra một hình tượng nhưng mà nó nói rất là rõ chuyện là cái gì. Là các bạn đều nghĩ rằng là có lẽ các bạn học PR hoặc là các bạn làm trong lĩnh vực này, mình đều ý thức được câu chuyện, rằng là mình phải có chuyện thì mình mới làm được content. Nhưng mà khi mà tạo ra chuyện thì bắt đầu có trục trặc ở đây, tức là chưa hình dung là chuyện là cái gì. Và các bạn sẽ viết những câu chuyện kiểu như con mèo ngồi trên tấm thảm, đưa ra thông tin và thế là hết. Nhưng mà tôi đâu cần biết cái chuyện đó, đấy là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu bạn nói là con mèo ngồi trên tấm thảm của con chó, tức là tôi thấy có vấn đề ở đây. Tôi sẽ thấy rằng là có cái gì đó kịch tính một chút, có cái gì đó có cao trào một chút, có cái gì đó mà tôi cần phải quan tâm và theo dõi. Dạ, đúng rồi, và tạo sự khác biệt. Thì đó là câu chuyện của người làm content. Với cái câu của cô thì làm em nghĩ ra một số chuyện. Đó là thảo nào là có nhiều bạn cũng viết content, cũng kể chuyện hết và chuyện rất dài luôn. Chuyện thường ngày, những câu chuyện cũng rất kịch tính nhưng mà vẫn không có lượng tương tác cao. Là bởi vì những câu chuyện này nó có lẽ là nó chưa có một cái thông điệp, hoặc là nó chưa có một cách kể nào đó mà để cho đúng với cái đối tượng mà mình cần tiếp cận. Thành ra là content nó lại không hiệu quả. Nên việc có chuyện và cái việc là chuyện để đưa vào content lại là một chuyện khác nữa. Và nó cần có kỹ thuật ở đây, cũng phải có kiến thức ở đây. Bạn nói đúng. Dạ. Nhưng mà cái chỗ cái gọi là câu chuyện này người ta dùng khái niệm khác nữa cơ. Nó là có cái sự. Dạ. Nó phải có cái sự. Đúng rồi, cái sự. Có cái sự, kiểu sự việc nào đấy. Đấy, anh phải gây dựng cái sự việc ấy. Chứ còn cái câu chuyện hẻo theo cái nghĩa, chứ là một cái câu chuyện là có trước, có sau, có đầu, có cuối. Thì cái đó rõ ràng nhiều bạn cứ hiểu nhầm cái đó mà. Và lăn lộn vào có lẽ để xoay sở làm ra cái cũng chẳng để làm gì cả. Thế thì cái sự ở đây nó là cái gì? Cái sự đấy là anh có cái gì người ta cần, và người ta cần cái gì, người ta cần cái gì ở mình. Anh tạo sự kết nối ấy thì cái đó thành tạo đó có sự. Có sự. Thế ở trong sáng tạo thì gọi là có tích mới dễ, mới cột nên cái chuyện. Mà những gì thầy cô Thông chia sẻ thì nó lại dẫn đến một cái từ khóa thứ hai em định cho bốc thăm, mà em sợ nó lại bị sai mặt của em. Là từ thông điệp. Từ thông điệp là một từ mà nó nằm sau câu chuyện. Đúng rồi. Dạ. Và thật sự là nó cũng là một điều mà các bạn content rất khó để có thể thể truyền tải được cái điều này. Chính xác. Dạ. Vậy thì nếu mà thông điệp slogan như là bên truyền thông của cô Mến á, thì thông điệp là một cái slogan mà để mình đưa ra luôn sau một cái content, hay là mình phải lồng vào content mình đưa ra như thế nào thì mới gọi là truyền tải đúng thông điệp? Hay đúng không thầy? Cái thông điệp là cái cuối cùng. Và anh đưa cái câu chuyện ấy đến làm cái gì? Dạ đúng rồi. Anh truyền tải đến cái gì? Chứ còn thực ra slogan nó cũng chẳng qua chỉ là một gì, là một biểu hiện về phương diện, một tín hiệu về mặt ngôn từ. Nó không nói được cái gì đâu. Còn thông điệp có thể nó nở hơn trên nhiều cơ. Dạ. Đằng sau đó. Đúng là như thầy nói đó, là nó là cái gì đó ở dưới lời, đúng không ạ? Nó là cái gì đó mà chúng ta muốn truyền tải. Tôi muốn cái gì? Và nhưng mà có một cái các bạn lưu ý của người làm content là cái chuyện mà bạn nghĩ ra thông điệp trong đầu bạn và bạn biến nó thành một cái content nào đó, và cái chuyện người ta tiếp nhận cái thông điệp đó là hai câu chuyện nha. Nên là có thể là trong
đó là nó khi mà chúng ta soi chiếu vào cái chuyện đó là truyền thông là gì, tức là một người phát thông điệp, đúng không? Và tôi trong đầu tôi thông điệp là như vậy nè, và khi tôi dùng một cái công cụ để truyền tải, tức là chẳng hạn như ngôn ngữ là lời nói, thì tôi truyền cái thông điệp đó đến cho bạn, thì bạn sẽ có cái quá trình là bạn tiếp nhận thông điệp mà tôi nói, cái văn bản mà tôi nói, và từ đó là tôi hy vọng bạn tiếp nhận luôn được cái thông điệp mà tôi muốn. Thì bạn cũng dùng một cái công cụ để chuyển lại, đúng không? Bạn dùng thính giác, bạn dùng cái cách mà bạn dùng trải nghiệm cá nhân, bạn dùng cái gì đó bạn tiếp nhận những gì mà tôi đưa ra, và cái quá trình chuyển hóa đó nó sẽ trở thành cái gì đó trong đầu bạn. Thì lúc đó nó không còn là cái, đôi khi nó không còn là cái mà tôi muốn nữa rồi. Nên là các bạn lưu ý là trong cái quá trình mà chúng ta cần làm content và chúng ta muốn truyền tải thông điệp, thì nó còn có một cái quá trình đồng sáng tạo của người tiếp nhận nữa. Một cái quá trình mà phụ thuộc rất nhiều vào trải nghiệm cá nhân, vào kiến thức, vào cái background, vào cái năng lực của từng người tiếp nhận khác nhau, và nó link tới cái câu chuyện mà thầy Hùng nói, đó là nhu cầu của người, của một cái nhóm công chúng cụ thể mà bạn cần phải nhắm tới. Thì như vậy khi mà bạn sáng tạo thông điệp, bạn cũng phải biết rằng là cái nhóm công chúng của đó của bạn là nhóm công chúng nào, họ có những đặc tính gì, họ muốn nghe cái gì, nhu cầu của họ ra sao, thì lúc đó cái thông điệp của bạn phải điều hướng, phải chuyển hóa nó như thế nào theo đúng hướng tiếp nhận của người ta, chứ không phải là tôi muốn như vậy, bây giờ tôi tạo ra cái này và bạn phải tiếp nhận như ý của tôi. Đó là hai cái đó, đó là cái mà tôi nghĩ là cần lưu ý khi sáng tạo thông điệp. Các bạn bắt đầu đi vào câu chuyện rồi đấy. Yeah. Bây giờ tôi mới đi vào câu chuyện này. Thế bây giờ tôi lại đặt ra một vấn đề này. Thì bây giờ cái câu chuyện với là gì, cái vừa rồi của bạn gọi là thông gì, là thông điệp, cái nào có trước, cái nào có sau. Đúng rồi. Cái nào có trước, cái nào có sau. Đúng chưa? Nếu anh bảo rằng là bắt đầu tôi đi từ cái câu chuyện, thì hoàn toàn từ gì? Từ một ý phóng là, tức là đi thao tác. Yeah. Đúng chưa? Thao tác. Sau đó thì cái này là nghiễm nhiên là nó tự nhiên nó đến, nó khác. Còn nếu thế này, anh bắt đầu đi từ cái này. Và dùng cái này và tôi phải dùng cái này như một phương tiện để truyền tải thông điệp đi đến. Đó là câu chuyện khác. Yeah. Đúng chưa? Cái chỗ này là chỗ nếu các bạn không cẩn thận là chết đây. Cho nên tôi xin lưu ý một tí. Thực ra là khi anh truyền tải một cái nội dung thông tin nào đấy, tức là phải bắt đầu từ cái ý tưởng này. Tôi định làm cái gì? Đúng rồi. Yeah. Tôi muốn làm cái gì? Cái đó là thông điệp. Yeah. Và khi mà bắt đầu mà tạo nên cái câu chuyện ấy để truyền tải cái này đi đấy, là cái đó có thích, có thể đáp ứng được cái này không? Mà muốn để đáp ứng được cái mục tiêu này là anh phải có bao nhiêu cái điều kiện như chúng ta vừa bàn xong. Yeah. Đối tượng muốn gì, cần gì, anh đứng ở đâu, tức là cái chủ thể người phát ra thông điệp này, anh biết anh đang ở đâu. Em thấy là các bạn mà đang xem live á, thì các bạn đều có nhiều câu hỏi, nhưng mà nó chung một cái vấn đề, đó là tức là các bạn đang bị khó khăn trong việc tạo ra content. Thì ở đây ví dụ như là bạn Mỹ Duy này, bạn hỏi là cho em hỏi làm sao có thể xây dựng content ngắn gọn mà vẫn đảm bảo được nội dung và chất lượng của bài viết. Hay là như là bạn Vân Nguyễn hỏi là em có câu hỏi mong muốn được giải đáp. Vấn đề em gặp hiện nay là em cảm thấy bản thân em có rất nhiều ý tưởng nhưng lại không diễn đạt được thành lời. Và em có phù hợp, vậy thì em có phù hợp với nghề content không? Và những tố chất kỹ năng nào cần có trong ngành này? Hay là bạn Ni Nguyễn hỏi là cho em thầy cô có thể giúp em là cải thiện được content tốt hơn bằng cách là chỉ cho em mẹo để nắm bắt được nhu cầu của khách hàng chuẩn không ạ? Dạ. Quá nhiều ý. Dạ. Không, tôi hiểu rồi, tôi gộp nó lại mà. Tôi gộp nó lại cho nó nhanh thế này. Vâng ạ, ta đừng nói đến cái câu chuyện này là câu chuyện lớn đấy. Những vấn đề ta vừa trao đổi phóng là hai cái này mà. Đây là cái mối quan hệ này nó thuộc về của nhiều lĩnh vực lý luận lắm. Trong các ngành học đó mà. Nếu các bạn ấy từng học văn chương các bạn biết rồi. Đúng chứ này, nhiều ngành, phải nhiều môn thì mới tạo nên được cái này, chống đùa được đâu. Yeah. Và các bạn đây thì có là tôi cũng xin chia sẻ thêm thế này. Cái này không thể dùng mẹo được. Làm cái content không dùng mẹo được. Yeah. Mà phải hình dung ra rằng anh muốn tạo được một cái content cho nó thật có hiệu quả cao là phải có một quá trình. Quá trình, cái này không đốt cháy giai đoạn được đâu. Nó phải đi từ đâu? Thực chất là câu chuyện nó đi từ đâu? Ai đào tạo cái gì? Thế thì hiện nay cái ngành của tôi mà là bắt đầu đi theo cái hướng là đào tạo về ứng dụng, văn học ứng dụng. Yeah. Như các bạn đã biết, trường Văn Lang có thể xem như đây là cái anh, một trong những anh tiên phong, chính xác hơn cái này. Mình hiên ngang đặt ra một vấn đề
đặt ra một định hướng của ngành đào tạo, chứ không phải là thôi cứ dạy văn, cứ giả vờ, cứ lấy thêm cái từ ứng dụng để cho là lạ, không phải đâu. Hiện nay chúng tôi đứng xây dựng cái này cũng cực lắm, 2 năm nay được vật vã một cái chuyện là đào tạo thế nào cho ra đúng kiểu ứng dụng, là đúng như các bạn nói, các bạn có nhu cầu đấy, học cái gì? Vâng ạ. Bởi vì thế này, trong suốt mấy cái khóa vừa rồi đấy chúng tôi đào tạo thì sinh viên vào, nhiều bạn cứ vào thì thấy cũng có cái gì lạ đâu. Phải, các bạn phải hiểu như thế nào cái nền, đúng chưa? Cái nền, anh phải có cái nền cái đã, không có bột thì không bao giờ gột lên hồ được, khổ quá đi. Nhiều bạn không có cái gì cả, cái đòi hỏi bây giờ tôi muốn làm cái bánh thật ngon nhưng mà không có bột, làm sao bây giờ? Đúng không ạ? Chừng nào anh có thì lúc đó anh muốn tạo bánh kiểu gì cũng được cả, phải nói thẳng. Mà cái này không nóng vội được, đó là một quá trình tích lũy. Thế thì hiện nay cái đào tạo ngành văn ở ta đây thì nó vẫn có dựa một phần ở trên cái nền của truyền thống, tức là người ta phải học tất cả những vấn đề thuộc về lý luận này và các cái hiện tượng về văn học qua các thời kỳ của trong nước và của cả nước ngoài. Người ta học những vấn đề là những cái quy luật vận động chung của cái sáng tạo văn học như thế nào, rồi cái vai trò của văn học đối với cuộc sống như thế nào, đối với cuộc sống thế nào. Mà cái này có lẽ các bạn hiện nay cái giáo dục của mình nó có cái lệch lạc. Tại cái này tôi ở trong ngành lâu rồi tôi biết mà, nó lệch lắm. Tại sao người ta bỏ văn, người ta chê văn? Phải, trên thế giới bây giờ nó vẫn xem nó là những cái môn không thể bỏ, dù có thể bỏ, thằng nào bỏ chứ những toán, ngữ vạn, văn nó không thể bỏ được. Bởi vì văn là chính cái công cụ để biểu đạt mà, ngành nào cũng cần cái đó cả. Chung là cái ý của thầy chính là cái cốt lõi của chương trình ngày hôm nay đó. Có nghĩa rằng là các bạn muốn làm content, ngoài những cái kỹ thuật, ngoài những cái chiến thuật mà có thể là mình có thể học được một cách cũng không phải là khó khăn đâu. Có rất nhiều thông tin trên mạng, có rất nhiều bài tập, có rất nhiều cái môn học có thể cho các bạn được những điều đó. Nhưng các bạn không được quên một cái nền cốt lõi, đó là chúng ta phải tự xây dựng cho mình một cái background, một cái sự hiểu biết về đời sống, một sự quan sát con người, để từ đó nó mới ra được cái năng lực xử lý văn bản, nó mới ra được cái năng lực đánh giá được cái điểm rơi trong cái tiếp nhận của công chúng ở đâu, đúng không ạ? Và cái thầy nói thì có thể là làm cho các bạn cảm thấy là hóa ra mình thiếu rất là nhiều đây. Thì em cũng xin nói là để cho các bạn đỡ hoang mang, các bạn còn nhỏ lắm, các bạn mới là sinh viên hoặc là học sinh thì quá trình của các bạn còn rất là dài. Và các bạn đôi khi mình nghe vậy thì mình nghĩ là chắc là phải đi học ngành văn, nhưng tôi cũng đính chính là cũng không nhất thiết phải như vậy đâu. Tức là cái văn mà thầy nói ở đây chính là kiến văn, tức là năng lực hiểu đời sống. Chứ còn nếu như các bạn học thì các bạn có thể học rất nhiều, các bạn có thể như Bích Phương này là học Đông Phương học, Đông Phương học, nhưng bây giờ là một người sáng tạo content rất là tốt. Tức là bạn đã sử dụng những cái kiến thức, những cái năng lực của mình có được từ ngành học, nó cũng là một cái ngành học cho mình rất là nhiều cái background tốt về đời sống, lịch sử, văn hóa, xã hội, vân vân. Rồi thì kết hợp với rất nhiều cái một cái thái độ tốt để mình tích lũy kiến thức, tích lũy kỹ năng trong cái quá trình mình làm việc sau này nữa, nó còn rất nhiều thứ, thì rồi mình mới đạt được một cái năng lực nào đó, đúng không? Đúng không? Đó. Nhưng mà thực tế thì đối với công việc của làm content hiện tại như bọn em á, thì cái thầy nói thì nó quá là cốt lõi rồi, và nó không thể nào sai được. Nhưng mà thực tế công việc của bọn em nhiều khi nó đòi hỏi cho bọn em bị chạy theo deadline. Kiểu như thầy nói là không thể nào mà có một cái lộ trình để cho mình biết là lúc này mình phải sáng tạo cái này cái kia, nó phải tích lũy để ra được sản phẩm. Nhưng mà đối với dân làm content, đặc biệt là đối với mạng xã hội hoặc là đối với truyền thông hiện đại, marketing, mọi thứ đều phải chạy rất là nhanh, và theo một cái deadline, bọn em phải chạy theo deadline. Cho nên thành ra là nhiều khi là phải cố gắng mà nghĩ ý tưởng để mà ra được cái content cho nó đúng với hạn này, xong rồi đúng với nhu cầu khách hàng, đúng với lại cái lộ trình kế hoạch của sản phẩm. Đó, thì như vậy thì đó là cái câu hỏi chung của các bạn sinh viên đang hỏi trên livestream, đó là làm sao để các bạn có thể đốt sắp xếp, dạ vâng, sắp xếp được cái ý tưởng đang rất là lung tung trong đầu mình để mà ra được một cái content để cho nó đáp ứng được cái nhu cầu công việc của mình. Thì nếu mà với kinh nghiệm mà truyền thông, cô mới có thể chỉ các bạn một số cái kỹ thuật á, một cái cách mà để cho mình có thể nào mà đưa ra ý tưởng mà một cách là
vừa đáp ứng được nhu cầu, vừa đảm bảo chất lượng mà nó lại không tiêu tốn cái ý tưởng của mình. Đó là cái tình trạng gặp thường xuyên của người làm content. Rất khổ. Deadline là một cái gì đó nó luôn có sẵn và nó trực chờ mình phải hoàn thành đúng cái thời gian đó, đâu đợi hứng thú được đâu. Mình nhiều khi mình tích lũy là cả một quá trình rất dài. Bạn sẽ giỏi hơn 5-10 năm sau, bạn sẽ giỏi hơn bạn của thời điểm này. Nhưng mà thời điểm này bạn vẫn đã phải hoàn thành deadline rồi, đúng không? Cho nên đó là nó sẽ phải chạy song song nhiều việc. Thì tôi nghĩ là có một số, tức là từ kinh nghiệm mà và kỹ thuật riêng mà, thì tôi nghĩ là nó có thể như thế này. Nếu mà bạn muốn tạo ra một cái content thú vị thì người ta hay nói là người thú vị viết ra những cái gì thú vị, đúng không? Tức là làm sao để trở nên thú vị thì bạn phải biết quan tâm trước. Khi bạn muốn tạo ra một cái gì đó thú vị thì bạn phải cảm thấy hứng thú trước đã. Có nghĩa là bạn cũng đã phải biết tò mò, biết quan tâm, biết lắng nghe. Quan sát. Dạ, thì lúc đó bạn mới biết được. Bạn không thể tự nhiên ngồi ở đây và bạn tự nhiên ý tưởng đâu nó rớt xuống đầu mình được. Bạn sẽ phải để ý. Chẳng hạn như là nếu chưa có ra ý tưởng thì chịu khó đi tìm trong cái nhóm công chúng, trong cái nhóm đối tượng mà mình đang hướng đến đó. Người ta đang nói cái gì? Người ta đang cà phàn nàn về cái gì? Người ta đang thiếu cái gì? Một cái quá trình quan sát và chịu khó coi như là nghiên cứu trước thì ít ra nếu chưa ra ý tưởng được, nó cũng cho chúng ta được một cái nền, một cái cơ sở để từ đó chúng ta tiếp tục nghĩ. Rồi thì gì nữa? Tôi không thể nghĩ rằng một người viết content tốt mà lại không chịu khó đọc content của người khác. Bạn phải có cái quá trình tích lũy của bạn, không loại trừ việc là bạn tham khảo, không loại trừ là việc, dạ vâng ạ, mình phải chịu khó thôi. Chỉ có như thế thôi, mình phải học chịu cái khó mẫu trước. Học cái mẫu, dạ đúng rồi. Trước khi mình nghĩ ra được cái gì thì mình đi học vài cái mẫu trước, đâu có sao đâu. Vậy thực ra là chúng ta quan niệm về cái quá trình sáng tạo không phải là một quá trình độc diễn của một cá nhân, mà nó gần như là một quá trình cuộc mà sống nó bổ sung, nó dạy cho mình. Dạ đúng rồi thầy. Hoàn thiện dần cho mình. Hoàn thiện dần, và nó gần như sáng tạo có thể là một công trình tập thể được, đúng không? Cái chuyện mà tham khảo thì là bắt buộc rồi. Gần như là chúng ta phải tham khảo, chúng ta phải nghiên cứu. Mà trong cái quá trình đó nó phải đòi hỏi một cái kỹ năng của các bạn, kỹ năng tổng hợp và lọc thông tin nữa. Chứ không phải rằng là người ta làm cái gì hay cái mình cũng bắt đầu mình làm cái chuyện đó. Thì như vậy có thể là, một là bạn nếu nghiêm trọng bạn rơi vào cái trạng thái một cái tình huống là đạo ý tưởng dễ lắm. Dạ. Còn nếu không nữa thì mình cũng không tới được. Thì nó tích lũy nhiều nha các bạn, chứ không các bạn từ những cái chuyện rất nhỏ, tôi lấy ví dụ như là bạn sáng tạo ra được một cái mẫu content nào đó thì đừng viết sai chính tả, đừng viết sai câu cú ngữ pháp. Một cái chuyện rất là đơn giản như vậy, nhưng mà nếu mà mình không có để ý thì rồi mọi thứ, thông điệp hay câu chuyện gì đó nó bị tiêu tan chỉ vì một cái cảm giác của người ta đọc một cái văn bản sai chính tả rất khó chịu chẳng hạn như thế. Thì như vậy là ở ngay thời điểm hiện tại của các bạn á, các bạn chưa thể có một cái phạm vi kiến văn rộng như thầy chẳng hạn thế, thì bạn ít ra bạn cũng phải đảm bảo được những cái tối thiểu trong công việc của người sáng tạo content. Bạn hãy viết đúng nhu cầu bằng cái khả năng mà xác định nhu cầu của công chúng của bạn hoặc của ekip của bạn, để viết đúng cái đã rồi chưa, rồi tạo ra những cái nội dung có giá trị với người ta. Tôi xin cắt cái khái niệm đúng này, phải hiểu cho nó thế này này. Dạ. Tức là anh phải trình bày cho đúng với cái điều anh nghĩ. Dạ vâng. Chứ có những cái người đôi khi diễn đạt không đúng, anh nghĩ một đường nhảy viết diễn đạt một nẻo. Dạ. Anh phải thể hiện cho đúng cái điều anh nghĩ cái đã, cho chuẩn cái đã. Dạ. Cái là tối thiểu đấy nhé. Vâng. Đấy, chống phải là tôi không dùng khái niệm đọc thông viết thạo, mà nó không phải một cái chỗ là anh trình bày ý tưởng của anh cho đúng cái điều anh nghĩ. Dạ. Cái đó không rất là khó lắm rồi. Yeah. Thì lúc bây giờ thế này, dần dần tích lũy cái trình độ và năng lực đến đó anh nghĩ sâu thì anh có thể có cách để diễn đạt nó sâu. Đấy là ý em đang muốn nói. Đấy, nó phải như vậy đó. Cô mới nói xong thì đúng một cái từ khóa mà em đang rất là nóng bỏng trong giới content. Đó là từ đạo ý tưởng. Đạo ý tưởng đấy. Từ đạo ý tưởng. Tại vì thực ra thì cái đạo ý tưởng này rất là khó nói đối với người làm nội dung. Thế nào gọi là đạo? Và trường hợp như thế nào thì mình gọi là đạo, mà trường hợp nào thì mình có thể chấp nhận gọi là mình đang học tập, nó cũng khó. Được. Ví dụ như bây giờ trên mạng xã hội thường hay có cái trend, người ta gọi là bắt trend. Thì bắt trend như vậy thì hầu như ở thương hiệu nào người ta cũng sẽ xài cái trend đó để mà người ta đưa ra một cái content. Thì cái đó thì không thể là gọi là đạo, nhưng mà có những cái lại không bắt chước từng câu chữ nhưng vẫn tính là vào là đạo.
đạo ý tưởng nó khác, nó khó nắm bắt và nó cũng khó đánh giá. Nhưng mà đối với người mà làm nghề văn nè, rồi nghề content, nghề truyền thông á, thì thầy cô có lời khuyên nào cho các bạn về cái vấn đề mà khi mà mình đã sử dụng ý tưởng của người khác để mình sử dụng thành một cái content cho mình, thì mình cần phải làm gì để tránh cái vấn đề mà bị gọi là đạo ý tưởng á? Tôi trả lời ngay cái này. Anh muốn để đừng bị đạo thì anh phải hơn người ta, anh phải cao hơn người ta. Còn anh thấp hơn thì anh chỉ có theo leo đeo. Và cái này nó cũng là một cái là cũng là một cái mệnh đề rất quan trọng này chung cho là cả cái nền giáo dục đấy. Yeah. Một cái nền giáo dục mà anh ở thấp lè tè thì anh chỉ có bật trước theo người ta, cái leo đeo không vươn lên được. Yeah. Còn ý của những bạn vừa nói xong là làm muốn thật tên là một sáng tạo riêng, một cách biểu đạt riêng mang đầy cá tính. Yeah. Đúng chưa? Cái này phải rất cao. Cái này không phải, tất nhiên là trên đời thế cũng có những cái anh có một cái năng khiếu trời nó cho vậy, có thể thế. Nhưng mà trên cơ bản thế này, chừng nào anh hiểu đầy đủ, chừng nào anh vượt lên trên tất cả, tầm của anh đó là những hiểu biết của anh rộng, anh có thể tạo ra được nhiều, nhiều kiểu. Một ý có thể gì? Tạo ra nhiều cách diễn đạt. Vâng, ý của thầy Hùng là có thể trả giải thích cho các bạn rồi đấy. Tức là các bạn đạo hay không các bạn phải biết chứ. Đúng không? Ngay khi mà các bạn dùng cái ý tưởng của người khác, bạn gọi như thế đó, để các bạn tạo ra một cái gì đó cho mình, là bạn đã hình dung được rằng là cái cách bạn làm rồi, biết rồi đúng không thầy? Anh phải hơn, bạn vượt lên thì mới làm được cái đó. Bản thân mình tự soi vào mình thấy là mình đạo rồi, mình cũng phải biết ngay. Nhưng mà còn cái chuyện mà bắt trend á, mà Phương nói á, là như mình quay ngược lại, mình có nói là đồng sáng tạo đó, nó là ở chỗ đồng sáng tạo chứ ở đây không phải đạo đâu. Chẳng hạn như mình có một cái câu nói hay mình có một cái ý tưởng đều cái content, dạ đúng rồi, thì nó đang phổ biến chẳng hạn. Và thường thường là bây giờ mình thấy cái xu hướng là các bạn hay từ một cái trend nào đó mà các bạn ra phiên ra rất nhiều phiên bản khác nhau, và nó cùng sắc thái khác nhau, sắc thái khác nhau, dùng trong nhiều từ trường hợp khác nhau, thì cái đấy có thể coi là đồng sáng tạo đó. Dạ, vâng. Các bạn ở đây lại chia sẻ thêm nhiều vấn đề khác. Thì ở đây á, em thấy có nhiều bạn là hỏi về content chuẩn SEO á cô mến, là nó thuộc về vấn đề kỹ thuật rồi, là các bạn rất là kiểu dạng như là thắc mắc làm sao mình để viết chuẩn SEO rồi các thứ. Nhưng mà thật sự á, là đối với người mà đã làm content thật sự, thì mình thấy á, là cái vấn đề chuẩn SEO nó quá là đơn giản so với việc thể tạo ra một content hay. Và nó hoàn toàn là có thể học được qua yếu tố kỹ thuật, qua trường lớp, qua các khóa đào tạo. Nhưng mà còn vấn đề mà làm sao mà để viết được content chất lượng, content hay thì lại một chuyện khác nữa. Đúng rồi, tôi nghĩ là như thế này, các bạn nói về chuẩn SEO thì tại vì bây giờ các bạn đang nóng bỏng cái chuyện đó, và làm sao website nào cũng muốn mình lên top 1, 2, 3 hết, cho nên là nội dung thì phải chuẩn SEO. Thì SEO là gì? Là tối ưu hóa tìm kiếm thôi. Có nghĩa là khi bạn nó quay ngược trở về câu chuyện thầy Hùng nói, tức là nhu cầu người ta muốn đọc cái gì thì bạn phải viết ra cái đó, và người ta cảm thấy là cái nội dung mà bạn viết nó đúng nhu cầu của người đọc thì cái nội dung của bạn tiệm cận cái mà người ta gọi là chuẩn SEO. Còn bây giờ chúng ta chiếu vào kỹ thuật nó rất nhiều, nó sẽ có những cái kỹ thuật về từ khóa, nó sẽ có những cái kỹ thuật để làm sao mà Google nó dễ tìm kiếm cái bài viết của bạn. Nhưng mà đi vào cái câu chuyện về nội dung thì nó sẽ lại quay ngược về chuyện bạn có biết người ta muốn đọc cái gì không, để bạn viết ra cái đó, cái nội dung như người ta muốn. Và khi mà bạn đã có được cái nội dung rồi thì bạn kết hợp thêm những yếu tố kỹ thuật để làm gì, để cái từ khóa bạn đặt ra đó nó đúng với cái trường tìm kiếm của máy móc, của công cụ thôi. Chứ còn nội dung thì vẫn phải là từ mình. Tức là bây giờ tôi nói tại sao tôi cũng được tham dự mấy cái khóa học về SEO. Cũng biết sơ sơ thôi chứ không nhiều. Tức là bây giờ các nhãn hàng, các thậm chí là khi mà tôi dạy về PR cho sinh viên á, thì có khi tôi hỏi là em học môn này xong thì em muốn để đạt được cái gì, thì các bạn trả lời rất là thành thật, đó là các bạn muốn là học xong môn này thì mình sẽ bán được nhiều đồng hồ hơn, bởi vì bạn có một cái shop đồng hồ online, bạn ấy là chủ rồi. Đúng rồi, thế thì làm sao để bán được nhiều đồng hồ hơn là cái mà bạn ấy quan tâm. Và thì bạn ấy chiếu vào cái môn học rằng là làm sao bạn ấy sẽ viết được những cái nội dung chất lượng để người ta follow theo cái trang này và cảm thấy là nên mua đồng hồ ở chỗ này. Thì tôi chia sẻ rằng là cái sức mạnh của ngôn ngữ là rất là lớn nha các bạn. Trước khi nói về cái chuyện chuẩn SEO thì nói về chuyện ngôn ngữ một chút, thì tôi có đọc là người ta có một cái này có thật luôn, tức là ở người ta làm một cái thí nghiệm, một cái thực nghiệm như thế này,
là người ta đi mua những cái bức tranh và những cái món đồ mà nói chung là cũng thượng vàng hạ cám á thầy. Giá trị có hơn $1 một món thôi ở mấy cái chợ đó, đồ cũ rồi là second hand vậy đấy. Xong người ta mới đem hết về, người ta mới để đó và người ta gọi là mời thuê một số người viết content. Một, có trong đó có những nhà văn, có những người, người viết content chuyên nghiệp và về về đó và với mỗi món đồ thì viết cho nó một câu chuyện. Tức là viết cho nó một cái câu chuyện là nó xuất xứ từ đâu, rồi nó như thế nào, bây giờ nó mới lưu lạc đến đây chẳng hạn như thế. Và sau đó người ta đem hết lên eBay người ta bán. Thì kết quả của cái thực nghiệm đó là gì? Là cái giá trị của cái nhóm đồ đó, đó sau khi được bán kèm với câu chuyện nó tăng lên 28 lần. Cái đấy là câu chuyện có thật, người ta đã thực nghiệm rồi. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng một món đồ nó chỉ là nó thôi, nhưng khi nó được kèm với một câu chuyện, một cái nội dung chất lượng và khiến người ta đồng cảm, quan tâm, thích thú thì giá trị của nó tăng lên. Thì đó, đó là vậy, đó chính là nội dung chuẩn sale đó các bạn. Bạn sẽ phải nghĩ ra những cái nội dung và dựa trên nhu cầu của người ta để bạn biết rằng là bạn xây dựng cho nó một câu chuyện, nó từ đâu mà ra cái chỗ này, nó từ đâu mà có món đồ này, giá trị của nó ra sao, và nếu mà bạn mua nó hay bạn sở hữu nó thì bạn sẽ đạt được những giá trị gì, bạn sẽ tăng thêm được một cái gì đó cho mình. Đó, nội dung chuẩn sale. Có vẻ như là các bạn xem live nè, bắt đầu là thấy là có chuyên gia văn học ở đây, cho nên là các bạn bắt đầu hỏi rất là nhiều thứ về kỹ năng viết. Dạ, ở đây có bạn Khánh Huyền hỏi là thầy cho em hỏi là em muốn viết content nhưng mà em hay gặp vấn đề đó là diễn ý rất dài dòng. Em phải làm thế nào để câu từ trở nên xúc tích hơn? Và cùng câu hỏi đó thì cũng có một bạn khác hỏi, đó là bạn VV hỏi là em hiện đang làm công việc viết lách luôn nhưng mà em cảm thấy em làm việc không hiệu quả. Em càng dẫn câu chuyện ra xa thì càng lệch lạc ra không khỏi thông điệp mua nhắm tới. Thì em muốn hỏi thầy cô đó là trong xây dựng một câu chuyện thì cần phải nhấn điểm nào, lược bỏ điểm nào thì mình mới không bị xa rời cái thông điệp. Rồi, hay là một bạn nữa, bạn Trung Nghĩa, bạn Biển nữa này, hỏi là em được biết là content thường sẽ kể một câu chuyện nhưng ở đây chúng ta phải kể câu chuyện như thế nào thì nó mới thú vị, hấp dẫn và truyền đạt được nội dung cốt lõi mình muốn. Có một bạn nữa bên Đông Phương là bạn Dan, bạn hỏi đó là bạn rất là mê văn học, tuy học Đông Phương nhưng mà đang trong quá trình tham gia một cuộc thi viết và bạn hỏi thầy đó là thầy ơi em muốn tạo điểm nhấn và thu hút cho một cái thể loại truyện ngắn á thì em nên làm như thế nào bởi vì em luôn bị dài dòng. Có vẻ là các bạn rất là khó trong việc là diễn đạt xúc tích. Ok, yeah. Tôi xin trả lời ngay. Đấy cũng là thách thức ngay chính cho những người ngồi ở đây, chứ không phải riêng các bạn ấy đâu. Rồi. Viết dài mà thu lại ngắn, đó là một nghệ thuật đòi hỏi bậc thầy mới làm được. Viết dài rất dễ, nhưng mà từ dài bóp lại ngắn, không đơn giản tí nào. Trên bàn hỏi bảo là trả lời ngay, có một cái thủ thuật nào, cái đó không thể trả lời được đâu. Cái đó đòi hỏi phải học tới nơi tới chốn. Học tới nơi tới chốn. Thứ nhất, về học các thể loại, đúng chưa? Học là cái cách thể hiện ý tưởng như thế nào và như thế nào là cái kiểu câu văn diễn giải, phải không ạ? Yeah. Mà như thế nào cái câu văn có tính chất là bình, đúng không? Phẩm, đánh giá, đúng chưa? Đấy. Nó đủ các cái loại đấy, chứ ngay đâu chứ không thể một cái này học nhiều, mỗi một cái học phải bao nhiêu tiết chứ không phải đùa đâu nhé. Cho nên là nếu các bạn cần quan tâm thế thì tôi chỉ mách nước rằng là hãy đến Văn Lang đi. Đến Văn Lang. Thế thì nếu thế thì có thể thế này, chúng tôi sau này có là khi mà đến câu hỏi, tôi sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn là các bạn có thể khi mà học đến cái môn ấy thì các bạn xin được học sang phóng là dự thính được, dự thính. Đó là một cái cách mà tôi cho hoàn toàn được. Hoặc giả là mình xin đi học thêm một cái cua nào đấy, chúng tôi sẵn sàng mở mà dễ thôi. Cái này không khó đâu. Chứ mình có câu lạc bộ văn học đấy. Đúng rồi, cái này cần có là chỉ có người nói chuyện về cái này, tổ chức với chúng tôi có câu lạc bộ văn học của sinh viên, các bạn cứ đến tham gia hoặc là các bạn cứ đề xuất mà khi thấy cái nhu cầu nhiều chúng tôi tổ chức ngay. Phương có thể chia sẻ thêm cho các bạn á, tức là các bạn bây giờ đều đang muốn viết tốt nhưng mà cảm thấy mình viết chưa tốt. Có nghĩa là nó có đâu đó một cái ý tưởng nào đó rồi. Đúng rồi. Có đâu đó một cái thông điệp rồi. Nhưng bây giờ khi mà chuyển nó thành một cái content nào đó là bị có vấn đề. Có nghĩa là bây giờ cái khó khăn của các bạn có lẽ là ở trong cái phần kỹ thuật khá là nhiều. Thuộc về kỹ thuật. Dạ, thuộc về kỹ thuật khá nhiều.
Content thì nó rất là nhiều định dạng ha. Nó có thể là một bài viết trên website, nó có thể là một cái post trên Facebook, nó có thể là một cái video, nó có thể là một cái banner chạy trên website. Tất cả những cái đó đều là content hết, chứ không phải có nghĩa là bạn phải viết ra hàng dài chữ thì nó mới là content. Không phải vậy. Miễn cái gì mà nó thể hiện được nội dung mà bạn muốn truyền tải. Thì tại bây giờ cái khái niệm về content nó mở ra rất là nhiều rồi. Nó có nhiều định dạng. Cho nên á, thực ra là với mỗi định dạng nó sẽ có những cái kỹ thuật khác nhau, chứ không phải là một cái kỹ thuật chung mà gọi là cho content, nhưng cái nguyên lý của nó là giống như nhau. Và nếu như các bạn muốn tạo ra content hay thì một cái cách hơi là gọi là thế nào nhỉ, một cái việc mà bạn phải bắt buộc bạn phải làm là bạn phải thường xuyên đọc content. Giống như là bạn muốn viết ra được một cái đoạn một cái bài viết hay đó, thì bạn phải thường xuyên đọc những cái bài viết tương tự như vậy. Bạn phải đọc chứ bạn không có lười được đâu à. Trước khi muốn tập trung sự chú ý của người ta phải nhiều lắm, nhưng ít nhất là cơ bản là cái chuyện hứng thú của bạn cho phép bạn là sẽ thường xuyên thu thập những cái thông tin tương tự. Và như vậy lâu dần á, bạn sẽ biến đổi được cái mà bạn học đó thành một cái gì đó của mình. Có thể nó cũng hơi lâu dài một tí xíu, nhưng mà phải bắt đầu. Chứ còn nếu mà mình cứ ngồi đây và mình đọc những cái gọi là thế nào nhỉ, những cái lý thuyết thì cũng có tác dụng đấy, nhưng nếu không đó cũng có tác dụng đó thầy, nhưng mà rồi cái bạn không thay đổi được cái mà một cái quá trình tích lũy từ việc bạn đọc rất nhiều, bạn tham khảo rất nhiều, bạn phải học hỏi được rất nhiều từ người ta đó, rồi còn tố chất nữa, rất nhiều thứ. Tố chất quan trọng lắm. Dạ. Thầy nói đúng như sở trường là em cũng thấy rất là đúng ý. Đúng ý với tại em cũng làm cái việc content này cũng 4 năm rồi. Mà em thấy là ở đây có nhiều bạn á cũng gặp những cái khó khăn như em lúc đầu, như là kiểu là trong đầu có ý tưởng nhưng không thể diễn đạt ra, hoặc là diễn đạt ra mơ hồ quá diễn đạt. Dạ, hoặc là ý tưởng ra viết được ra luôn nhưng mà được vài ba content là sau đó bị cạn ý tưởng, đúng không rồi, biết được cả nữa. Thì thực ra cái này không phải là do vấn đề sáng tạo của mình, cái vấn đề là do sự kiên nhẫn. Tại vì em thấy làm cái việc này á, không bao giờ mà mình viết được một content đầu tiên ra mà nó đã đạt được chuẩn hết. Mà các bạn phải nếu mà các bạn đã có ý tưởng, các bạn phải diễn đạt được. Và diễn đạt được ra rồi thì các bạn phải diễn đạt nhiều lần đến khi ra được một cái bản mà bạn ưng ý nhất. Tại vì đối với content là phải có final, không bao giờ mà một bản mà ra được xong, nếu lâu lắm là xuất thần thì ra được một cái như vậy. Đúng rồi, còn đúng lại đa số rồi. Thì bọn em phải viết rất là nhiều bản, cả edit liên tục cả tới. Dạ. Đẹp đó. Đẹp cho nên là dân content á, là các bạn phải chấp nhận là phải chăm chỉ và phải kiên nhẫn. Thì mình phải tự đề ra những cái đòi hỏi cao với chính mình thì các bạn mới có thể là ra được những cái sản phẩm mà ưng ý. Bà nói cái câu đó tôi ưng đấy, đòi hỏi với mình rất cao. Dạ. Và anh phải đủ thế này này, làm content giỏi là anh phải có đủ cái năng lượng để lựa chọn. Đúng rồi thầy, cái tinh thần rất quan trọng. Tinh thần đấy, lựa chọn tức là ngay cả vốn từ vựng của anh phải phong phú, đúng chưa? Dạ. Ý tưởng phải phong phú để có lựa chọn. Còn anh không có cái gì hoặc chỉ có một thì lui lui tới anh chỉ lặp lại chính anh. Dạ. Và để anh cụt vốn ngay. Thế thôi, không có gì cả. Dạ. Đối với cái điều mà thầy nói là tích lũy vốn sống á thầy, thì ở đây có hai bạn tranh luận lại với thầy. Một bạn là bạn Ngọc Quý hỏi là phải chăng cốt lõi để trở thành một người thành thạo và giỏi trong content là kinh nghiệm tích lũy và tư duy hả thầy? Tại vì với sinh viên chúng em thì làm sao để chạy kịp xu hướng với các doanh nghiệp mà khi lúc nào họ cũng cần kinh nghiệm sau khi mà sinh viên ra trường, lúc nào cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm, trong khi mấy bạn vừa ra trường thì làm sao đủ kinh nghiệm. Và có một bạn nữa thì bạn Kim Thiên Lý hỏi đó là hiện tại thì em thấy là người trẻ mà tài giỏi trong lĩnh vực content rất nhiều, mà chắc chắn là các anh chị này thì không thể nào mà quá trình sống thì lâu được, cho nên đó là vậy thì đối với những người này thì làm thế nào để họ có thể tích lũy nhanh hơn những người bình thường để họ có thể đạt được thành công trong công việc sớm như thế? Dạ, thì đối với những cái trường hợp này thì thầy có lời khuyên nào cho các bạn ạ? Tôi trả lời luôn. Dạ. Các bạn bảo giỏi có chắc không? Giỏi với ai? Chẳng qua là vì hơn các bạn một tí thì các bạn lại giỏi, nhưng so với yêu cầu chưa chắc. Yeah. Đúng chưa? Vẫn được cái content là mình hiện nay đứng còn giai đoạn còn yeah. giai đoạn đầu. Yeah. Và tôi vẫn thích câu của bạn, nếu anh không đòi hỏi anh cao không bao giờ được cái gì đâu. Đừng có mơ để có một cái phép mầu nhiệm, không có. Thế thì làm sao để tích lũy? Có chứ, có cách chứ. Con người ta không bao giờ phải đòi hỏi phải trải qua 50 năm mới giỏi được, mà anh có thể đốt cháy giai đoạn đó bằng cách qua con đường học. Yeah. Trong sách vở rất nhiều
Văn giúp cho người ta rất nhiều về kiến thức cuộc sống. Dạ. Các bạn chưa hiểu đấy chứ. Văn chứ nó giúp người ta hiểu cuộc sống rất hay. Tôi so với bạn bè cùng lứa vào thôi, nó cũng khôn quá đi. Cái gì đâu, tôi học được văn chương, có gì đâu. Tôi học được văn chương, đúng chưa? Dạ, bản thân em trải nghiệm. Làm sao có thể là đi gặp được bao nhiêu cái loại người mà anh muốn không được cơ mà. Dạ. Anh muốn không được, nhưng trong văn có đó cái loại cả. Nó nghĩ như thế nào, nó hành động đó làm sao, nó ứng xử thế nào, nó có cả. Và chịu khó lắng nghe, đọc và nghiền ngẫm thì nó ra hết. Đó là tích lũy. Thay vì một năm anh có thể gặp một vài ba lần được một gì, một nhân vật X, Y, Z nào đấy. Nhưng thực ra chỉ cần trong một buổi vài tiếng anh đọc trong tác phẩm một nhân vật, anh ngồi trầm lại, nghiền ngẫm thì mới thấy đồ sâu, đồ chính của nó. Nhà văn người ta phải đến cỡ nào mới tích lũy được, người ta dâng cho đời được chút đấy. Mình bỏ đi, mình cho là thứ làm nhảm nó dài. Yeah. Thấy chưa nè, văn nó dài khôn của mình nhiều lắm. Vậy thì bây giờ cũng quay lại cái vấn đề quan trọng nhất của mình. Đó chính là cho các bạn trẻ có một cái định hướng để mấy bạn có thể học cái nghề nào mà ra, học ngành nào để ra làm nghề content. Vậy thì mình cũng phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, người ta cần người content có tố chất gì, phải không thầy? Vậy thì ở đây em thấy là ví dụ như là chị Mến nè, là phụ trách phòng tuyển sinh và truyền thông thì chắc chắn là phải tuyển những người làm content rồi. Vậy thì nếu như mà tuyển thì cô sẽ quan trọng những cái điều kiện gì ở người ứng tuyển? Tôi xin trả lời hộ. thầy phải đối chất giữa nhà tuyển dụng và người đào tạo chứ thầy. Tôi nói không sai ý của cô đâu. Tôi nói không sai. Tôi nghe rất nhiều nhà quản lý và làm kinh tế, người ta rất cần dân học văn. Tôi xin nói như vậy. Yeah. Rất cần dân học văn. Và bảo nếu ai học văn mà giỏi đấy, cái gì cũng làm được. Tôi xin nói, học giỏi theo đúng kiểu nhé. Chứ không phải là giỏi tôi thuộc tác phẩm này nó nha. Mà theo cái cách như tôi nói đấy, anh đi đến tận cùng của các, hiện nay là tôi đứng theo đuổi cái, tôi đi khảo sát các kiểu tư duy. Yeah. Của người làm, của người sáng tạo văn chương. Yeah. Anh đi đến tận cùng cái đó thì sau này cái gì làm được hết. Yeah. Mà cái này có những người rất già, phóng là sừng sỏ trong cái làng văn như cô Hải. Yeah. Và người Tông nói đôi xa hiện nay cái ngành và về quan hệ công chúng PR của mình được xem là mạnh đấy. Yeah. Và những cái người khởi đầu ở đấy, khởi sự để mở cái ngành này như thầy Dật. Yeah. Dương Trọng Dật, một người từng trải phóng là lão làng trong lĩnh vực báo chí, thì vốn học từ văn tổng hợp ra, thì phụ trách cả phóng là tổng biên tập Sài Gòn Giải Phóng và một nhà báo cừu phóng là hiện nay vẫn còn rất sung sức như cô Hải. Ai cũng thừa nhận nó thật đó, chỉ có giỏi văn thì mới làm được cái này tốt. Ai cũng bảo thế. Yeah. Tức là văn giỏi thì mới đi vào lĩnh vực về PR tốt. Yeah. Đó là lý do vì sao mở thêm ngành văn ứng dụng là như vậy. Yeah. Mà rất nhiều sinh viên người ta chưa ý thức được. Ta nghĩ ô phải cái bằng phải đi vào cái kia, chứ các bạn biết hiện nay văn ứng dụng của tôi cũng học rất nhiều môn bổ trợ của từ bên gì? Bên PR. Yeah. Bên PR. Mà khi mà nó học văn tốt rồi thì hiểu cái kia sâu hơn nữa. Còn bên kia chẳng qua là học để bắt chước, để theo thao tác thuần túy nhé. Còn cái nền của nó văn tốt rồi thì nó uyển chuyển vô cùng. Yeah. Biến báo uyển chuyển vô cùng. Mỗi ngành văn thì cô Mến có ưu tiên để tuyển khi mà chọn nhân viên không? Tôi không ưu tiên, thật sự, nói thật là không ưu tiên. Tại vì cái bằng cấp của các bạn á, nó đương nhiên phải xem. Đúng để đó. Xem là các bạn có một cái background như thế nào. Nhưng mà nó không phải là yếu tố tiên quyết. Bởi vì thật sự là khi em cô làm được không được. Yeah, đúng rồi, em khi em tuyển người làm content thì có bạn học văn học thật, có bạn học PR. Đúng. Nhưng mà như Bích Phương học ngành Đông Phương này, rồi có những bạn học kỹ thuật luôn thầy. Đúng. Thì tại các bạn vẫn làm được content, thậm chí có những bạn rất là lệch, nghe là không vô đâu hết, ngành là không vô đâu rồi, nhưng mà vẫn làm được content tốt. Thì vậy thì ở đây là như thế nào, như thầy nói á, là cái văn, nhưng ở đây phải hiểu rằng không phải là ngành văn. Nghĩa là bản thân bạn không nhất thiết bạn phải đi vào ngành văn. Tôi nói vậy mặc dù bản thân tôi là người học văn, và tôi có cái sự trải nghiệm rằng là đúng thật là nếu như mình có một cái nền tảng và mình có một cái quá trình mình tích lũy từ cái lĩnh vực này á, thì sau này khi mà mình đi làm trong lĩnh vực content vô cùng lợi, vô cùng lợi hại đấy ạ. Cái mình cần làm thêm, cái mình hơn những người khác, hơn những người khác, đúng rồi. Nhưng cái mà mình cần tích lũy thêm là gì? Vì mình tập trung vào cái phần mà
và nền tảng nhiều, cho nên mình sẽ hơi thiếu một chút về kỹ thuật. Được. Mình sẽ hơi thiếu một chút về cái cách mà lập chiến lược truyền thông, cách mà mình sử dụng những cái chiến thuật truyền thông. Chính xác, cho nên là mình phải học bổ sung. Và nếu như một bạn học văn ra mà không có một cái thái độ cầu thị, đúng rồi, để học thêm được những cái không đam mê cái lĩnh vực ấy thì thua, thì vẫn không sử dụng được nha. Nhưng mà một bạn học PR, bạn ấy đã rất là tốt về với các background về truyền thông rồi. Nhưng nếu bạn ấy có thêm được cái trải thực tế, cái nền, cái tố chất, cái nền tuyệt vời mà kiến văn, mà hiểu về đời sống xã hội, bạn ấy là người làm content cực kỳ tốt. Ví dụ như Phương, Phương học Đông Phương thì Phương có một cái background về hiểu biết về đời sống. Trước đây là hồi ba em cũng học văn thì ạ. Cũng học văn văn. Và sau khi quá trình đi làm thì phải tích lũy thêm A, B, C, X, Y, Z kỹ năng, trở thành người làm content tốt. Thì như vậy đó, trong cái trải, trong cái, nói thật là trong cái tuyển dụng, trong cái nhu cầu của những nhà tuyển dụng hiện nay thì đơn vị nào, tổ chức nào cũng muốn tuyển những người làm content tốt, bởi vì bây giờ người ta đã ý thức được cái chuyện tạo ra sự khác biệt. Và để tạo ra được sự khác biệt cho một thương hiệu, cho một cái gì đấy của tổ chức mình, thì content là cái then chốt, là cái, là cái khi cái nghề để mà tạo ra được. Nên là phải cần có những chuyên viên viết content giỏi. Nhưng mà tuyển được một người giỏi đúng nghĩa mà làm ra được những cái content chất lượng á, thì không phải dễ. Tuyển người rất là dễ, nhưng tuyển người làm được rất là khó. Không biết ở chỗ khác thì như thế nào, nhưng bản thân em là cảm thấy như vậy đó thầy. Bởi vì cái thiếu của các bạn vẫn nằm ở trong chỗ là các bạn nghĩ rằng có kỹ thuật là có tất cả. Có kỹ thuật, biết sử dụng những chiến lược, biết sử dụng những công cụ từ digital cho tới là social. Bây giờ nhiều lắm. Dạ. Phải biết rất nhiều về kỹ thuật. Vâng. Kỹ thuật bây giờ cái đó quan trọng thiệt. Nhưng mà nếu dừng ở đó thôi thì không đi sâu và không trường sức như thầy nói được đâu. Những người làm content giỏi đều là những người hiểu biết rất rộng về đời sống. Và như con vậy người, biết quan sát con người. Và từ chuyện quan sát con người mới quan sát được nhu cầu, với đánh giá được nhu cầu, đúng rồi, mới làm được. Và lưu ý là một người làm content giỏi là người biết tạo nên cảm xúc nơi cái người tiếp nhận. Đúng rồi. Cảm xúc ở đây thì có thể là sự vỡ òa, sự sung sướng, hay là sự đồng cảm, hay là sự hài hước, vui thích, vân vân. Thì tất cả những cái đó người ta phải có cảm xúc với cái content mà bạn tạo ra thì người ta mới mới tiếp nhận được cái thông điệp của mình chứ. Còn nếu mà một content đưa ra chỉ đơn thuần như một văn bản, nhất sợ nhất là văn bản tuyên truyền thôi ạ. Đúng. Những văn bản hành chính tuyên truyền là thôi. Cho nên nói chuyện đây nói lại thì ngành học cũng quan trọng đấy, nhưng ngành nào cũng chưa đủ đâu. Bạn học một cái ngành đó thì bạn biết là bạn thiếu những cái thứ khác thì bạn phải bổ sung thêm. Như vậy thì nó dẫn tới chuyện thái độ cầu thị của bạn như thế nào trong quá trình bạn làm việc. Người làm content không được lười. Và chính vì không được lười cho nên là bạn biết là bạn càng làm lâu bạn sẽ càng cảm thấy bạn bị thiếu cái này thiếu cái kia, và bạn phải tích lũy vào thì lâu dần bạn toàn diện hơn. Nó như vậy thôi. Cho nên là tôi tóm lại là tôi không quan trọng bạn học ngành nào, nhưng nếu như bạn học ngành PR hoặc ngành văn học thì bạn gần khá gần lợi thế hơn bạn nhiều, khá là gần hơn rồi đấy với cái yêu cầu của lĩnh vực này. Nói thêm là nếu như các bạn học sinh ở đối tượng tự người xem like của mình á, thì còn có học sinh nữa, tức là những bạn bây giờ bắt đầu đang đi chọn ngành rồi mới bắt đầu vào trường đại học này, thì có thể là bạn đã thích nghề content rồi, thế bạn nên học ngành nào? Thì ở Văn Lang có hai ngành khá là gần, đó là ngành quan hệ công chúng, ngành PR và ngành văn học ứng dụng. Như thầy nói là tôi thấy là khá là gần với cái mong muốn của các bạn. Thế thì nên chọn ngành nào nếu như đang có hai lựa chọn như vậy, đúng không? Cũng phải chọn ngành nào ưu tiên số 1 chứ thầy, đúng không thầy? Cho nên đó là các bạn lúc này các bạn sẽ kiểm tra lại cái tố chất của mình một chút xíu. Giống như trong chương trình số 1 của Nhà Lạc á, thì chúng tôi có đưa ra cái bài trắc nghiệm Holland, bài trắc nghiệm 6 nhóm tính cách nghề nghiệp. Thì các bạn làm cái bài trắc nghiệm đó để các bạn biết là mình rơi vào cái nhóm nào. Tại vì ngành PR và ngành văn học nó hơi khác nhau một chút khi mà mình quy về cái mã của Holland. Ví dụ như là ngành văn học ứng dụng á, thì nó sẽ đi vào cái nhóm là nhóm xã hội cộng với nhóm nghệ thuật cộng với nhóm nghiên cứu, tức là ba tố chất trong một cái ngành. Nhóm xã hội thì hiểu rồi, đương nhiên ha. Nhóm nghệ thuật tức là bạn có thiên hướng của người sáng tạo, và nhóm nghiên cứu tức là bạn có thiên hướng của người tư duy, thì như vậy là vô văn nó hợp hơn. Còn nếu như bạn mà bạn kiểm la tra cái Holland của mình mà bạn thuộc nhóm này, nhóm xã hội, nhóm quản lý và nhóm nghệ thuật thì bạn hợp hơn một chút với ngành PR, bởi vì trong PR nó còn có cái tố chất của người quản lý, tức là người thuyết phục. Đó, thì thực sự ra là mình có thể có những cái cách để mình biết mình rơi vào cái nhóm nào nhiều hơn một chút thôi. Đối với cái công việc mà viết content á, thì em thấy ở
các bạn trẻ bây giờ thì hay có một cái xu hướng là nhảy việc. Tại vì do mình làm một nơi xong mình cạn ý tưởng nơi đó, mình sẽ qua một nơi khác rất nhanh để mình có thể bắt đầu lại, để có thể có ý tưởng mới. Nhưng mà với em, riêng em thì em thấy là thực ra thì cái đó là bất lợi đối với nghề này. Mình càng ở lâu một đơn vị, mình càng thấm nhuần cái văn hóa ở nơi đó, văn hóa doanh nghiệp, thì mình càng có nhiều cái tố chất, nhiều cái vốn sống để mình có thể làm content tốt hơn cho nơi đó. Ví dụ như là em làm content cho trường Đại học Văn Lang thì nó rất là phù hợp với cái style của em. Cho nên đó là ví dụ như là em viết cái gì đó mà cho sinh viên hay là cho giảng đường các kiểu như vậy, thì tự nhiên là em viết nó rất tự nhiên, mà giống như sở trường thế mạnh của mình, giống như thầy nói á. Cho nên còn ví dụ trước đó thì em có làm ở cho học sinh trung học phổ thông thì em đã viết rất khó khăn, không viết được. Cho nên thành ra là em nghĩ là những bạn mà chọn nghề content này cũng nên chọn, xác định được cái thế mạnh của mình, cái sở trường của mình, để mình chọn được một cái môi trường làm việc mà nó phù hợp với lại cái phong cách của mình, để cho có thể phát triển được công việc mình tốt nhất. Còn lại thì cũng có thể là nhiều khi không phải phụ thuộc hẳn vào tổ chức, mà có thể nó phụ thuộc vào cái thị hiếu của bạn đó nữa. Để cho mình có thể phù hợp thì mình mới làm được. Tinh thần mình tốt thì mình làm content nó sẽ hay hơn nhiều. Và để kết cái chương trình này luôn thì em thấy có các bạn hỏi nhiều cái câu này, mà em nghĩ thầy cô có thể cho các bạn một số gợi ý. Đó là các bạn hỏi là thầy cô có thể giới thiệu cho em một vài cuốn sách mà có thể là giúp bọn em được kích thích sự sáng tạo để viết content hay hơn, cũng như là có khả năng diễn đạt tốt hơn, truyền cảm hứng hơn cho bọn em về công việc này. Dạ, thầy có thể, thầy và cô Mến có thể cho bọn em một các bạn một số cái gợi ý hay để kết chương trình của mình ạ. Ở đây em có rất là nhiều quyển sách, thì thực ra thì em mua những quyển sách này là không phải vì nội dung mà bởi vì bìa thì ạ. Nó quá là dễ thương. Không sao cả. Dạ. Tôi cho rằng thế nào cũng có một điều gì đấy có ích. Đấy, cái chuyện mà Phương mua một quyển sách vì bìa đó, nó nói là một cái yếu tố, một cái chuyện nữa của người làm content. Tức là bạn làm content không phải là bạn làm một mình bạn xong rồi người ta khác sẽ phải thích đâu. Hiện nay á, nếu như trong cái sự mà vô biên, sáng tạo vô biên ha, trong cái sự vô biên của lĩnh vực truyền thông như thế này, và người ta đo lường được là cái mức độ tập trung á, của một người trên internet đó thầy. Ngày trước á, thì còn được 8 giây, vài năm trước nó được 8 giây. Nhưng mà cái nghiên cứu mới nhất đây thì chỉ còn 6 giây thôi. Tức là cái khả năng tập trung của con người trên phương tiện truyền thông á, nó càng ngày nó càng giảm đi. Là người ta có xu hướng là lướt nhanh hơn. Dạ. Thì nếu như vậy đó, một cái content tốt mà đơn sơ quá hết cũng được các bạn. Cho nên là nó phải kết hợp với design, nó phải kết hợp với rất nhiều thứ khác. Và nhiều cái gọi là cái yếu tố về tín hiệu. Dạ, tín hiệu. Các tín hiệu khác nhau. Không thể theo một cái thuần túy của cái cấu trúc văn bản ấy được đâu. Đúng rồi. Nói cho bạn được đâu. Đấy, nên tôi hiểu điều đó. Đấy, nên là cái tín hiệu đó. Cấu trúc của một cái văn bản content bây giờ nó cực kỳ đa dạng. Dạ. Đôi khi anh quy về mà ngữ pháp nó trật lắm. Không được. Đúng rồi. Nó kết hợp với là những cái biểu tượng này, đúng chưa? Và những cái tín hiệu, ký hiệu học. Cái này thì các bạn nên là đọc thêm cái tài liệu về ký hiệu học. Vâng. Theo tôi là đấy là tôi cho rằng một trong những cái mà các bạn nên tham khảo nhé. Dạ. Và một cái thứ hai nữa tôi cho nên đọc những cái sách mà sự thành công của người Do Thái. Nó ghê gớm lắm. Nó là cái anh nó rất thực tế. Nó tiếp cận vấn đề nhanh và bây giờ rõ ràng nó là gần như nó chiếm đến hơn một nửa cái trí tuệ của nhân loại trong sáng tạo. Yeah. Những giải Nobel trên 300 của nó là trên 200 hơn. Yeah, vâng. Người Do Thái đúng chưa? Yeah, vâng. Thì theo tôi có lẽ thế này. Còn đi vào những cái vấn đề những chiến thức này kia thì thôi. Bây giờ thì người ta ra rất nhiều sách và tất nhiên cái này cũng chỉ là những cái là kinh nghiệm thôi. Thì còn tôi xin nói với các bạn rằng là bây giờ anh muốn khi mà làm cái gì phải tính định hướng cho nó lâu dài, đúng không? Dạ. Yeah. Đã định hướng lâu dài làm cái nghiệp, xem nó cái nghiệp đấy yêu thích thì gắn bó nó suốt một đời thì cái này phải đi một cách bài bản. Vâng. Phải bài bản. Trong nhà trường chưa đủ đâu. Dạ. Các bạn học trong nhà trường có thể có nhiều cách. Một, anh học một khoa, một ngành. Dạ. Bổ túc thêm ngành khác bây giờ 2 bằng. Hoặc là tôi cần lấy một chứng chỉ, hoặc là thậm chí tôi có tiền tôi đi nghe kẻ được. Chẳng sao, không đến nỗi ai nỡ đâu. Dạ. Đúng chứ nào? Tức là anh có nhiều phương thức để mà bổ túc kiến thức để hoàn thiện cho mình. Dạ. Và rồi trong quá trình làm việc nó sẽ có thể mắc chỗ này chỗ kia, lại tìm hiểu, đi hỏi. Dạ. Thì thiếu gì cái cách học, vấn đề anh có thiện chí không? Có toàn tâm toàn ý với nó không? Mà khi đã như thế thì tôi xin nói các bạn là quá trình hoàn thiện nó cũng mệt vô cùng, nhưng mà cũng
vô cùng thú vị. Đáng giá. Đáng giá. Đáng giá đúng không thầy? Quá trình đó, cái dạ. quá trình nghĩa là nó mệt thì mệt nhưng tự nhiên thấy hấp dẫn, bởi vì sau khi tự học tự hoàn thiện thì mình lớn lên một tí, mình rất cảm thấy hài lòng, phải không ạ? Và cái đó nó biểu thị rất rõ cái tay nghề ngày một lên cao, nó kèm theo thu nhập. Thì tôi cho cái đó là sự trưởng thành rất là vẫn là đích đáng, phải không ạ? Mà nó là rất cụ thể, cái này cái cụ thể. Thấy chưa? Dạ. Các bạn hỏi là nên đọc cái gì đúng không? Thì các bạn, mỗi người nó sẽ có một cái thị hiếu. Và như Phương nói là nó vì cái sự khác nhau trong sở thích của mình, trong tố chất, trong thị hiếu năng của mình, năng lực. Nên là có khi mà bạn này làm content tốt trong lĩnh vực giáo dục, nhưng một bạn khác thì sẽ làm content rất tốt trong lĩnh vực nghệ thuật. Một bạn khác sẽ làm content rất tốt trong một cái lĩnh vực khác, thậm chí rất nhiều lĩnh vực nào bây giờ các tổ chức phi chính phủ, rồi là kể cả chính phủ cũng cần content tốt đó thầy. Đó cho nên đó, cho nên là bạn sẽ thích những nhiều thứ khác nhau và không phải bạn sẽ hợp với tất cả mọi thứ đâu. Cho nên nếu bây giờ bạn tìm những cái sách hay để đọc để có thể mà khơi gợi được cái năng lực của mình á, thì bạn thứ nhất là bạn coi là bạn thích cái thể loại gì, thì bạn có những cái rất nhiều đầu sách của cái nhóm đấy, cái lĩnh vực đấy để bạn đọc. Nhưng các bạn cũng đừng quên đọc những cái tác phẩm mà có thể kinh điển đó, để mang cho chúng ta những cái kiến thức về mặt nền nguyên lý, như thầy nói về ký hiệu học, đó là một cái mà chúng ta nên đọc. Hoặc là các bạn học về tâm lý học đám đông để chúng ta hiểu cái của Le Bon đó thầy, Gustav Le Bon, để chúng ta hiểu rằng là cái cách mà đám đông nó vận hành, cái ý nghĩ của nó như thế nào, đúng không? Thì tất cả những cái đó là hơi kinh điển một tí xíu. Tâm lý học nghệ thuật. Và có thể có nhiều cái nó cũng hơi lạc hậu so với bây giờ khi bạn soi chiếu vào cái lĩnh vực các môi trường hiện nay. Nhưng về mặt nguyên tắc thì nó có rất nhiều cái hay để các bạn có thể từ đó các bạn nghĩ ra được nhiều thứ mới. Còn những cái đầu sách như thế này trên thị trường hiện nay rất là nhiều, tức là để có được những cái kỹ thuật kỹ năng. Giống mì ăn liền mà. Thì rất là nhiều ạ, và cũng hay lắm thầy. Không đấy, thì nó cũng có đi với bổ ích chứ phải không? Dạ, đúng rồi, bổ ngang, bổ dọc mà. Thế nó không có. Vâng. Có đi với có ích. Dạ. Và đừng quên học ở trường đại học. Thật sự, tôi khuyên muốn các bạn. Căn bản phải đi học. Dạ. Học, mới bền được. Học ở trường đại học, học từ thầy cô, học từ cái. Tại vì đại học các bạn có 4 năm. Và 4 năm đó rất quý giá trong việc chúng ta hình thành nên được cái gì? Nền tảng kiến thức. Khi đi làm sau này. Cho nên là nói đi thì nói lại là làm content thì có cần học đại học không và học ngành gì? Vẫn cần, cần lắm luôn. Và không quy định, cố định là một ngành nào mới làm được content. Nhưng nếu mà để làm được content tốt, bạn cần có tố chất A, B, C, X, Y, Z thì cái ngành này đáp ứng được của bạn hợp lý và tiệm cận hơn. Ngành văn học, ngành quan hệ công chúng, những ngành thuộc khối xã hội thì có thể là rất là gần với cái công việc này. Và nếu như bạn đã chọn những ngành học đó thì bạn đừng bỏ qua 4 năm quý giá ở đại học để tích lũy được càng nhiều càng tốt. Cái đó là thái độ cầu thị của mỗi người. Dạ, cảm ơn cô. Em nghĩ là hôm nay chúng ta có một buổi trao đổi dài hơn dự kiến nhưng mà vẫn là rất là ít so với những gì mà mình muốn nói với các bạn trẻ về nghề content. Và em cảm ơn thầy, cảm ơn cô đã dành thời gian đến Nhà Lạc số thứ 2 và cho chương trình một cái chủ đề rất là thú vị. Và thầy nhớ nha, để em sẽ lấy thông tin của các bạn và sẽ liên hệ với câu lạc bộ văn học để sớm tổ chức một chủ đề chính xác cho các bạn thích nghề cần là chúng tôi. Nếu như mà nhiều vấn đề nó phong phú thì chúng tôi sẽ thành những cái chủ đề, mỗi chủ đề một cái chuyên đề nho nhỏ và sẽ tổ chức phóng này cho các bạn trao đổi và có người đến hướng dẫn. Dạ vâng. Dạ. Đó là cách học ngắn gọn mà có thể bổ ích cho các bạn. Đúng rồi, sẽ hay hơn học chính xác đúng không thầy? Dạ. Bây giờ thế thôi. Dạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Vâng. Và Nhà Lạc thì số thứ 2 đã đến lúc là phải chia tay các bạn rồi và chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau và sẽ đến với một nhóm ngành nữa, đó là nhóm ngành về dịch thuật và dành cho các bạn yêu thích về ngoại ngữ, và hy vọng là các bạn sẽ đón chờ số sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.